Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại với Máy móc Việt Nam Bình Tân. Thì hôm nay lên tiếp cho anh em chương trình cũng như là series về những cái dòng mà DeWalt chính hãng cho anh em mình. Thì tiếp đây em sẽ là lên tiếp cho mình một cái con máy mà ba chức năng của DeWalt. Mẫu này thì anh em mình xài cũng như là nhìn vào cái kiểu dáng thì nó hơi cổ điển một xíu nha anh em. Kiểu đời đời cao á dành cho anh em mình. Mẫu này thì anh em nào thích thì mình có thể là chốt ngay luôn. Giá cực kỳ hợp lý, bên em đang có chương trình hỗ trợ khuyến mãi cho anh em mình khi mà mua cái dòng này kèm với pin 6A hoặc là sạc. Anh em muốn mua thêm thì mua nha. Còn trường hợp anh em nào đã có full bộ rồi thì mình có thể là đầu tư cái thân máy đó cũng được. Thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết với con máy này. Mã của nó là DCH133N nha anh em. Đây, mã của máy DCH133N dành cho anh em mình. Mẫu máy này thì lực búa của nó là 2.6 V. Chức năng chính của nó thì là khoan và khoan búa. Thì chức năng khoan búa anh em mình có thể là sử dụng để khoan những cái vật liệu cứng như là bê tông nha. Còn anh em nào muốn đục thì mình chuyển qua chế độ búa giúp em. Đó, trên con máy này thì nó ghi gần như là đầy đủ thông tin nhất cho anh em nè. Dòng tua, kích cỡ của những cái mũi cho anh em khi mà sử dụng các chế độ khác nhau như là khoan tường gạch thì anh em có thể là sử dụng tối đa tới mũi 26. Còn anh em nào mà mình khoan bê tông thì mình sẽ xài tối đa là mũi 13. Còn anh em nào mà khoan cây, khoan gỗ anh em thì mình có thể là sử dụng tới mũi 30 ly nha. Vòng tua thì nó sẽ có hai vòng cho mình, sử dụng là đầu gài SDS cho anh em khi mà sử dụng. Dòng máy chính hãng thì anh em mình yên tâm về cái chất lượng cũng như là chính sách bảo hành theo máy theo hãng luôn là 3 năm chính hãng cho mình nha. Đó, mẫu này anh em nào thích thì mình có thể là chốt ngay nha anh em. Mã của nó là DCH133N dành cho anh em mình. Thì bây giờ em cui ra cho anh em mình xem con máy. Đó, kiểu dáng con này thì là dạng cổ điển anh em. Dành cho anh em nào mà thích cũng như là mình thích cái dòng này thì em sẽ là quay gần lại một xíu cho anh em mình xem kỹ hơn về con máy nha. Đối với những cái dòng chính hãng thì anh em đặt vào mắt mình ngay luôn là nó sẽ là một cái tem chống giả nè, có mã QR quét cho anh em mình khi mà sử dụng. Và dòng này sử dụng là pin 18V nè anh em, pin 18V công nghệ rootless của DeWalt. Con này thì nói chung về cái thân máy kiểu dáng thì nó quá đẹp rồi anh em. Chỉ có kiểu là cái đời nó cái dòng cái kiểu dáng mẫu này á thì kiểu là như đời cao vậy anh em. Đây, DeWalt. Rất là nổi bật, kiểu dáng của DeWalt cũng như là những dòng chính hãng của nó thì sẽ có một cái màu đặc trưng cho anh em thôi. Một màu đặc trưng đó là màu vàng đen cho anh em mình khi mà sử dụng chế độ thì anh em mình có thể là điều chỉnh ở đây. Nó sẽ là làm kiểu hơi bị lu một xíu nha anh em. Ngay đây đúng ra nó sẽ là phải đánh màu vàng lên cho nó nổi bật. Đây là chế độ búa nè anh em. Còn em nào xài chế độ khoan búa thì mình chỉnh giúp em qua chế độ giữa. Còn chế độ khoan ở trên là anh em sử dụng khoan tường hoặc là khoan gỗ nha. Đầu gài SDS, gài nhanh luôn cho anh em mình khi mà sử dụng, tay cầm trợ lực cho anh em khi mà xài. Và con này nó sẽ có một số mã, một số thông tin thông số nữa nè anh em trên cái máy. Tiếng này là hình như tiếng Nhật, tiếng Hàn anh em, hình như là tiếng Hàn. Đó, sẽ có thêm một số thông tin trên máy nữa cho anh em mình. Chân pin chính hãng DeWalt nha, chân pin chính hãng DeWalt cho anh em luôn khi mà anh em sử dụng. Motor thì rootless thì nói về những cái dòng mà rootless thì anh em mình xài chắc chắn là nó sẽ thời gian cầm pin rất là cầm pin cho anh em mình khi mà sử dụng là anh em xài được lâu á. Còn anh em nào mà đã trải nghiệm những cái dòng có chỏ than rồi thì nó xài sẽ nhanh tục pin hơn nha anh em. Đây, cho anh em xem sơ con máy một lần nữa là bây giờ mình sẽ đi thử luôn nha. Đó, nói sơ cho anh em mình. Còn về giá cả thì con này hiện tại bên em đang bán cho mình là 2.9 triệu nha anh em. 2.9 triệu là anh em mình có thể là mua được cái thân máy này. Còn anh em muốn kết hợp với pin 6A hoặc là cục sạc nữa thì bên em sẽ hỗ trợ thêm giá cho anh em mình nha khi mà mua. Rồi bây giờ để anh em mà thấy được cái chức năng cũng như là giá trị của máy thì em sẽ là vào ngay cái việc test máy cho anh em mình xem với cái vật liệu bê tông khoan và đục nha anh em. Rồi ok anh em nha, thì bây giờ sẽ trải nghiệm ngay cái dòng máy mà DCH133N với quả pin 6A Black Volt nha anh em. Test với mũi SDS, mũi này chắc 8 ly rồi nè. Mình sử dụng những dòng này á thì khi mà anh em mình khoan những cái vật liệu cứng này mình có thể là chỉnh giúp em sang chế độ khoan búa nha. Ở chế độ khoan búa. Rồi bây giờ thì thử máy thôi anh em. Và tay cầm này anh em cũng sẽ dễ dàng điều chỉnh để cho đúng với thế cũng như là tay thuận anh em khi mà sử dụng. Chế độ đảo chiều ở trên máy khi mà anh em mình xài. Bắn ra, bắn vào dành cho anh em. Quá ngọt anh em ơi, làm thêm một mũi nữa nha. Thì cái này là nền bê tông nha anh em. Một con máy siêu ngọt luôn, chỉ với giá 2.9 triệu thôi thì bên em đang hỗ trợ cho anh em mình. Anh em nào mà muốn trang bị thêm viên pin 6A này nữa thì bên em sẽ hỗ trợ thêm cho mình cũng như là hỗ trợ cái giá tốt nhất nha anh em. Còn bây giờ thì đi thử thêm bê tông nữa nha. Thì tiếp theo mình sẽ là đục với cái mũi nhọn nha anh em, đầu gài SDS. Tiếp theo mình sẽ thử với nền bê tông nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ là đục. Thì anh em mình chuyển giúp em cái chế độ sang chế độ búa nè anh em. Con máy đang sử dụng là DCH133N nha anh em.
thì anh em nào thích cái dòng máy mà DCH133N của Dewar thì anh em chốt ngay con này luôn. Rồi anh em đang bán giá hiện tại là 2.9 triệu thôi. Anh em mình nào thích dòng này cũng như là thấy giá cả hợp lý thì mình nhấc máy lên điện ngay vào số hotline 0906779465 nha. Còn những anh em nào mà thợ mình ở gần khu vực máy móc Việt Nam Bình Tân á thì anh em có thể là chạy qua địa chỉ luôn 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân là anh em mình có thể thử và trải nghiệm ngay dòng này. Giá máy chỉ 2.9 triệu, có hỗ trợ thêm cho anh em mình mua pin mua sạc nha. Và bây giờ thì anh em nào xem video mà chưa cho em xin một lượt follow kênh, subscribe kênh thì anh em nhớ cho em xin một lượt subscribe kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để mỗi khi mà bên em lên những video mới nhất hoặc là có chương trình hỗ trợ cho anh em mình những cái dòng sản phẩm chính hãng của Detong hoặc là Dewar hoặc là Makita gì đó thì anh em sẽ có cơ hội trải nghiệm cũng như là sử dụng và có cái gói combo tốt hơn một xíu nha anh em. Còn bây giờ thì chắc xin chào và tạm biệt anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye anh em.